Thì giờ đã Lộc nói cái này là thì mọi người cũng có nhiều người nói này nói Lộc này kia là sao mà xưng thầy rồi này kia. Thì cái xưng thầy đó là Lộc nói với những cái bạn mà nhỏ tuổi hơn Lộc hay là bằng tuổi Lộc hay hay những cái bạn mà sinh viên đồ á. Còn anh chị lớn mà biết cái người này rất là giỏi á thì chỉ Lộc chỉ nói là vô xem cho vui thôi. Thì Lộc chỉ á là Lộc chỉ tuy Lộc lên livestream có nhiều khi mà hài hài đồ này kia, nhưng mà Lộc chỉ là thật tình tận tâm của Lộc ra, chứ không phải là Lộc chỉ những cái mà không làm tầm bậy tầm bẹ rồi lên chỉ cho mọi người đỡ mọi người học theo đâu. Lộc chỉ là Lộc chỉ rất là đàng hoàng luôn, chứ không phải là chỉ ẩu tẻ đỡ câu view câu like đỡ cho mọi người xem đó. Thì học ở đâu cũng vậy, phải có một chút vui vui vẻ vô thì mọi người mới xem nó mới vui nha mọi người.